Tiên xin chào mọi người đang xem kênh Về Quê Anh TV nha. Sau bao ngày lên rừng hái măng, lên rẫy nhổ hành thì hôm nay mình mẩy mình ghim quá mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ làm món lẩu vịt nấu măng kiểu miền Tây để cho ba chồng ăn thử. Với những cây măng mình hái trên núi về đó, thì đây là con vịt Tiên mua ở trên mạng của người Việt Nam mình. Con vịt non, vịt tơ á mọi người. Tới 2-3 ký lận, hình như là 3 ký. Ồ, giá khoảng 500 ngàn Việt Nam đồng, rất là ngon luôn. Còn nguyên bộ đồ lọc luôn nè mọi người. Đó, mình đổ gừng vô. Rượu soju. Rồi, bây giờ mình sẽ massage cho nó, tha đều lên, cho nó hết hôi lông nha. Và mình ngâm ở đây khoảng 20 phút nha mọi người. Trời ơi con vịt sao mà nó tè cái mỏ ra quá trời luôn mọi người. Chắc mình chặt bỏ cái đầu này quá. Thịt vịt sau khi đã chặt xong, mình ướp cho mọi người. Tiên cố tình chặt miếng bự á, ăn cho đã. À, còn nguyên đường thấy không? Thấy không? Chút xíu bột ngọt. Chút xíu đường. Mình tiếp tục dùng light stick của Lisa cay lại để đâm tỏi và gừng ướp vịt nha mọi người. Tỏi vô. Hành tím. Và Tiên cho vào đây thêm một ít sa tế nữa cho nó có vị cay cay nhẹ và màu đẹp nha mọi người. Ai không thích ăn thì không bỏ cũng được. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Mình ướp ở đây khoảng 30 phút cho gia vị nó thấm vào thịt vịt nha mọi người. Ướp ở đây. Trời ơi, chưa cho thấy thèm rồi đó. Không quỷ không? Ba mươi phút đã trôi qua, bây giờ mình sẽ xào cho thịt vịt săn lại nha mọi người. Mình cho vào đây một chút xíu dầu, tỏi đâm, xào cho nó săn lên nha, vàng thơm óng ánh lên. Tỏi đã vàng, mình cho thịt vịt vô xào nha, mình xào cho nó săn lại nha. Perfect. Thịt vịt sau khi đã săn, Tiên sẽ cho nước vô để nấu lẩu nha mọi người. Đó. Tại vì cái nước này nó có tỏi hành ngon lắm cho nên Tiên không có bỏ được. Cho vô luôn. Tiên cho vào đây hành, củ và sả đập dập nữa nha mọi người. Cho cái nước dùng của mình nó thơm với nó ngọt á. Có củ hành tím vô là ngọt lắm. Trong thời gian chờ đợi thì mình chuẩn bị thêm nấm đông cô nha mọi người. Còn đây là măng rừng mấy hôm nay hai cha con Thiên hái về đó, đã luộc sẵn rồi. Rau muống và một ít rau mồng tơi mình sẽ ăn kèm. Bây giờ mình sắc măng nha, thực sự là măng rất là mềm luôn mọi người, nhìn nè. Mềm và nó non cực kỳ luôn, ăn rất là phê. Măng này không biết là măng gì nữa, không có gai. Măng giống như con cái phim Thập Diện Mai Phục vậy đó. Con này có tên là mình không biết. Nó mềm lắm. Đụng nhẹ thôi nó cũng gãy nữa. Tiếp tục dùng light stick của Lisa cay lại để đâm gừng làm nước mắm nha mọi người. Gừng này mình đâm xong mình sẽ dắt khô nước, mình chỉ lấy xác thôi. Sau khi thịt đã chín á, mình sẽ cho tiếp tục là măng và một ít nấm đông cô vô nha mọi người. Sau cùng mình nêm vô đây một tí xíu muối nha. Tí đường, bột ngọt và nước mắm nữa. Xin chào mọi người. Ôi, ba có tiền.
Bà nói xin chào mọi người, yêu thương mọi người, bắn tim chéo chéo. Ba mới đi khám bệnh vậy mọi người, vừa đúng lúc Tiên nấu ăn luôn, vừa chín tới cho nên là mời ba ăn chung luôn. Bây giờ nồi của chúng ta đã chín rồi, mình sẽ bỏ rau vô nha mọi người. Đây là trời ơi, hú hồn, cái hồn còn nguyên má ơi. Đây là Tiên sẽ bỏ rau thơm vô, rau quế. Đó. Rau quế vô và mồng tơi với lại rau mồng tơi. Ý, rau cần. Rau muống. Ăn tới đâu nhúng tới đó. Đó. Rồi bây giờ mình ăn nha mọi người ơi. Tiên sẽ gấp cho ba một cái đùi. Avenim tại đi Hanna. Đó, nấm đông cô. Một cái, hai cái. Nãy kia nè. Măng. À, ba đòi thêm mấy cánh nữa mọi người. Cánh. Nãy kia Hanna. Đó. Dạ cho nè, tôi sẽ có ship cho mẹ. Tôi sẽ á. Ba muốn ăn thì ba tự ăn nha. Đây, cái đùi còn lại của Tiên. Mày đi Tiên sẽ ăn nhiều nhiều nha ba. Tiên làm hai chén mắm gừng, một chén là có ớt của Tiên, một chén không ớt của ba nha. Vì ba Tiên không thích ăn ớt. Mà lại đi chấm. Chén mắm gừng trăm điểm mọi người ơi, nó cay, mỡ thơm mùi gừng, nó ngon, nó mặn mặn, ngọt ngọt, đã lắm mọi người. Gừng nè. Giờ tôi sẽ chấm cái đùi vô đây. Rau muống thì nó tươi, nó giòn khỏi nói luôn rồi. Thịt vịt tơ nên rất là mềm luôn, cái ngọt nó ngon dễ sợ luôn, nó thơm hết biết luôn rồi. Con này 3 kg rồi mọi người. Cô kia phụ tử đâu vậy à? Phụ tử đâu quá. Từ thứ này có sữa quá. Đó là 800 g. Ba cũng khen ngọt với mềm nữa. Hơi nóng. Hôm nay hai cha con ăn với cơm mọi người. Nào không bún, không mới luộc được. Làm miếng măng ơi, măng. Dạ. À bên em chục xuân tư xe ạ. Chục xuân mãi đi. Khéo quá xuân nhịt cả. Ăn nhiều măng cho đi ba, tại hái nhiều quá trời luôn mà, hái cực khổ lắm. Măng cho mắm gừng nha. Nhưng mà măng nó mềm cực kỳ đó mọi người. Chục xuân chín cho bụi từ đầu rồi ạ. Này. Nhiều tục khéo quay đẹp. Nè nhớ. Bà thì nói mai đi hái nữa. Nhưng mà thêm mình đẹp. Măng à, bỏ vô miệng nó muốn tan trong miệng mình luôn mọi người. Nó mềm cỡ đó. Nói điêu làm chó luôn á. Măng này bán thì nói chung là bên hàng này á đang dịch, cho nên là người ta cũng không biết sao, tôi thấy người ta không thích ăn măng hay sao á. Mấy người trẻ thấy họ ít ăn măng. Làm rau muống nè. Tươi xanh như nồi canh luôn. Cộng rau muống tươi hơn Tiên nữa. Chấm vô đây. Thì miếng nấm nè. Tiên thích ăn nấm mỡ hơn nấm đông cô. Mỡ hôm nay trong siêu thị á, nấm đông cô nó tươi, nấm mỡ không tươi lắm. Ngắm mua.
Ôi, ăn chăng? Ngon, rồi xin chào. Cha đi ăn nhiệt tình đó mọi người. Trời ơi, nó ngon. Cái này là lẩu vịt, Tuyên nấu ra kiểu miền Tây. Với lại cũng như kiểu như là mình thích thì mình bỏ vô lấy á. Cho nên là mọi người không có giống mọi người ăn ha, ở hay là ở ngoài Bắc thì thông cảm với Tuyên nha. Có cái đùi cặp hoài chưa xong. Bữa nay ít gùi hơn bữa nè. Mới xịt thuốc đuổi gùi. Cái này là chữ L số 7. Giờ Tiên sẽ chan nước vô nha mọi người. Chan nước vô mình húp nước mới đã. Chan nước vô. Nó tôi cũng. À, ba nữa hả ba? Chè suốt. Ăn ga, ăn đúng rồi đó. Ăn ga ăn nước vô mới ngon. Dạ, tạm biệt hai ca. 혼자 먹어도 한 마리 정도는 끈끈하게 먹겠어. 오, 맛있어. 바 Tiên nói ngon quá. Cái này một mình ba Tiên ăn hết một con luôn còn được nữa. Hình như là ba chồng không bao giờ phản đối những món ăn của con dâu nấu cho ăn. À, 이렇게 맛있는 우리 도리탕은 처음이야. 오. Bà thì nói lần đầu tiên ăn được cái món mà chẳng nên là nhiều lẩu vịt ngon cỡ đó đó. Trời đất ơi, không phải dẫn chơi đâu nha. Ờ. Cái đó mà phô bò sữa chú xin rồi cái tên rồi nhỉ cả. Tớ mà xin sao. Bà nói đã vậy nó còn thêm vô nấm, rau, măng nữa. Bao ngon. Hôm nay mới đi bệnh viện về bổ đói bụng mới vậy nè. Thấy ba ăn ngon miệng. Làm miếng thịt nữa nè. Tập ba Tiên đi khám định kỳ một tuần, ấy, hai tuần một lần á mọi người. Để mà truyền hóa chất với lại theo dõi bệnh đó, bệnh ung thư á. Ông Lâm ơi, cười qua, chào ai á. Wow, ung thư chỗ rồi sao? À, tại nghe này à. Ba Tiên bữa nay là kết quả rất là tốt rồi mọi người. Xin nhìn nó, khi vun chỗ. Hấp toàn một cái tà lùa sao. Vì đó giới sinh mình mạnh như hả. Cũng nhờ trời Phật thương á. Bệnh càng ngày càng thiên giảm mà. Chỉ số ung thư trong máu nó tuột tuột dần dần. Tiên không ăn gà. Lọc cái gà nó gà. Nóng. Bỏ gà. Mà cũng mệt chứ. Cũng có gì mệt chứ. Để lắp cho ba mới thịt nữa nha. Chi diện tới tấp luôn. Mình cũng ăn thêm miếng măng nữa. Cái này đã ngọt từ hành tây lúc nãy mình bỏ đó. Rồi ngọt từ nấm, rồi xương vịt nữa. Nó ngon.
cắm vô đây. Trời ơi. Đây, coffee mọi người ơi, uống miếng coffee. Kính coffee. Ba có tên là coffee. Cà phê được, cà phê sữa, cà phê đen, tên là cà phê sữa. Tôi xem. Này là cà phê Việt Nam mình nha mọi người. Như đang ở bên Việt Nam luôn, nó ngon cỡ đó đó. Tiếp tục chiến đấu nè ba. Ăn trên miếng dần. Rồi gấp cho ba thêm miếng thịt đó coi. Thấy ba cạp nhiệt tình luôn. Mình miếng nhỏ nhỏ thôi. Cắm vô đây. Thịt nạc không luôn. Nhưng giờ thì nó mập. Ba đang vớt gừng ăn muốn hết rồi mọi người. Nước rồi. Ba còn nước không? Casi lo tomo eso. Anda kalau.
Ăn miếng nấm nè. Cho 3 miếng nấm. Miếng gà kìa. Ngon quá mọi người, ngon quá ngon. Ăn hết một dĩa cơm nha. Dịch là 3kg mà hai cho con Tiên ăn thịt không, bây giờ còn giò với cổ với cánh không đó. Thì tính ra là cũng như là 2kg mấy rồi, 2kg rồi. Thôi hôm nay ăn tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Ê, đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Về Quang TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt.